Chào anh, hôm nay đại diện đài truyền hình VTC 14+1 xin anh mấy phút để phỏng vấn. Anh vừa hút điếu thuốc lào đấy, cảm giác của anh như thế nào? Vâng, hơi có phê phê không ạ? Vâng. Có tê tê mấy đầu ngón tay không ạ? À, không trả lời. Không trả lời ạ? Vâng. Thế cách đây 15 phút anh tâm sự với một phụ huynh cũng cùng đưa con đi thi, thì anh có cảm thấy là có cái đồng cảm chia sẻ gì không ạ? Bây giờ thấy trong tâm hồn nó cứ lâng lâng lao lao. À, vâng, đấy là một cái cảm xúc mà từ lúc mà tôi được nói chuyện với phụ huynh, xin trả lời với nhà báo là từ lúc mà hỏi được địa chỉ giờ, vâng, số phòng số nhà là vâng, thấy tâm hồn như cái sao xuyến. Vâng. Cũng là đang tính là chiều nay cho cháu về trước. Vâng. Mình lại lán lại. À, đấy là một cái sự báo hiệu, một cái tin vui mà cho một cái đâm chồi nảy lộc. Nếu như sau này anh có một cái kết quả nào đấy thì anh có lấy Thái Nguyên này làm cái cơ sở cho hai phụ huynh ở hai miền. Chính tại chỗ này của đất Thái Nguyên mà nó ghi một cái dấu ấn kỷ niệm không thể nào quên. Vâng. Cho nên là mình không thể nào mà không ghi nhớ được. À, có thể đây là một cái kỷ niệm đầu tiên phải không? À, vậy thì anh đã biết đâu. Nhưng mà bây giờ cũng xin trả lời nhà báo luôn là cho xin 2 phút để bắn điếu thuốc lạc. Vâng, nhất trí, mọi người nhất trí cho một tràng pháo tay, xong rồi tạm dừng để đường truyền kết nối sau. Cho xin 2 phút.